Xin chào cô chú anh chị, thì hiện tại em đang có mặt tại xã Bình Hòa Tây thuộc về huyện Mộc Hóa Mới, tỉnh Long An. Thì do là chủ đang cần tiền gấp nên có cần bán lại một thửa đất nha. Thì thửa đất của mình nó có tổng diện tích là được 30 công. Thì cái mặt tiền vừa xe máy, xe ba gác mình đi được luôn thì khoảng 300 mét nha. Và cái hậu vô là được khoảng 90 mấy mét nha. Thì hiện tại cái lô đất của mình là nó tiếp giáp với đường lộ xe ba gác và xe máy chạy, thì trên bản đồ quy hoạch của nhà nước là nó có thể hiện lên con lộ luôn. Thì sau khi em kết thúc clip thì em sẽ để một cái vệ tinh lên cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Còn trên cái quy hoạch mục đích sử dụng đất thì hiện tại đất mình ở đây là đất lúa nha. Và cái diện này thì nhà nước mình cho chuyển lên full hết luôn, là diện đất cây lâu năm mình lên để mình trồng cây, mình trồng vườn nha cô chú anh chị. Thì hiện tại đang trong cái khu vực này là mình đang làm lúa nha. Thì ở đây làm lúa chỉ được là 2 vụ thôi, thì do vụ thứ ba là ở đây người dân mình xả lũ vô để lấy phù sa để mình làm một vụ tới cho nó trúng lúa nha. Thì cái diện này mình ở đây mình trồng cây là rất là tốt nha cô chú anh chị. Thì cách lộ ô tô thì chỉ tầm vài trăm mét thôi. Thì đó là con lộ ô tô nha. Thì lộ ô tô là xe tải 5 tấn đó, mình đi được luôn. Cách điện, cách nước á, thì cũng tầm khoảng là 300 mét thôi nha. Thì xe ba gác là mình đi vô đây tới đây được nha. Còn như cô chú anh chị mình mà có mua được cái thửa đất này, mình muốn xe ô tô mình chạy vô được đó, thì mình cứ cải tạo sơ sơ lại. Thì ở đây do là người dân mình ít sử dụng đến cái đường đi, cho nên là cây cỏ là mọc ở trên này rất là nhiều luôn. Mình muốn xe ô tô mình chạy vô thì mình cứ hợp dân, mình xin họ để mình ban cái đường ra thôi. Thì người dân mình ở đây rất là thoải mái nha cô chú anh chị. Mình bỏ tiền ra mình làm thì ai cũng thích hết, cũng không có ai khó dễ gì đâu nha. Thì lô đất mình ở đây là có đường nước, đường nôi hẳn hồi hết luôn. Thì đây là cái đường kinh để mình bơm nước lên để mình làm mùa. Thì đường kinh này thông ra ngoài kinh lớn đó nha. Và con kênh lớn đó là xà lan ghe lúa khoảng 100 tấn là mình đi được luôn. Thì hiện tại con đường đó là đi thông ra ngoài sông Nhầm Cỏ và thông ra ngoài thị xã Kiến Tường. Thì trên cái con đường lớn ở ngoài đó là có nhà dân ở luôn. Thì đây con lộ này rất là lớn nha. Con lộ này bị ngang khoảng 3 mét rồi. Còn cặp canh với cái hậu vô thì cũng có thêm một cái đường nước nữa. Thì lô đất mình đây là rất là đẹp nha. Thì giá chủ bán cái thửa đất này là rất là rẻ luôn, chỉ có 700 triệu một mẫu thôi. Thì 700 triệu một mẫu thì mình cứ gặp chủ nha, gặp chủ thương lượng nha cô chú anh chị. Giá cả thì ngay chủ luôn, không cần phải trả giá qua em đâu. Thì giấy tờ thế má rồi mình cứ gặp nhau, mình thương lượng hết nha. Thì cô chú anh chị mình có quan tâm đến thửa đất này thì cứ liên hệ với em nha. Còn cô chú anh chị mình từ thành phố Hồ Chí Minh thì mình chuyển tới đây thì tầm khoảng là 80 km nha. Còn lô đất mình là cách trung tâm thị xã Kiến Tường thì khoảng là 7 km luôn, cách thành phố Tân An là khoảng 60 km nha. Thì mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ với em qua số điện thoại là 0949 394 622 nha. Thì em sẽ kết nối cho cô chú anh chị mình đi xem đất và gặp chủ luôn để mình thương lượng giá cả nha.